Người thi sĩ có bao điều cần bày tỏ, đã đem nỗi lòng ấy gửi cả vào thơ. Thơ là tiếng vọng từ tâm hồn người thi sĩ. Thơ sẽ ngân dài, giữ lại và gửi đến mai sau. Xin mời quý vị cùng thưởng thức CD thơ Quê hương kỷ niệm của tác giả Nguyễn Ngọc Anh qua giọng ngâm ngọt ngào say đắm của nghệ sĩ Kim Loan. Những kỷ niệm xa quê của tác giả đã làm trái tim thổn thức, tình cảm dâng trào khi tác giả trở về quê. Tôi qua mấy dặm đường xa, về quê mới thấy thiết tha mặn nồng. Sau đây xin quý vị lắng nghe nghệ sĩ Kim Loan thể hiện qua bài thơ Đường về quê. Ký ức theo mẹ về quê ngoại là dòng chảy quá khứ xa xôi, nhưng không hề nhạt phai theo năm tháng. Nhà thơ vẫn lần theo dấu chân xưa từng bước. Về quê ngoại tình thương yêu rào rạt, xin ghi lòng tạc dạ chẳng hề quên. Nghệ sĩ Kim Loan sẽ đồng hành cùng tác giả qua bài thơ Đường về quê ngoại. Đã lâu rồi con chưa về quê ngoài, lòng con băn khoăn mong mỏi đợi chờ. Hôm nay nhân ngày kỳ cơm ông ngoại, trên đường về tâm tạ mưa rơi. Trời không vui sao lòng còn phơi phới, nhớ bóng mẹ hiền dẫn lối con. Tuổi
tuổi âu thơ đâu đã hiểu được gì, nay nhận rõ đường mẹ đi thuở trước, còn lòng theo dấu chân xưa từng bước, núi trước khe sau liền dấu xanh mượt, ấm lòng tâm vui nhà kèm xe. Cuội cắn theo dệt lụa thắm đôi bờ, đẹp mái trường cho trẻ thơ đến lớp, cụm tre xanh che đang đường mang mặc về quê ngoài tình thương yêu dạc, xin ghi lòng tác giả chẳng hề quên. Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bề rộng sông sâu. Lời thơ nhẹ nhàng như chất chứa nỗi lòng sâu sắc, thấm đượm tri ân, vang vọng về nguồn cội qua bài thơ. Cội nguồn quê hương, tổ tiên. Chúng ta cùng sẻ chia với tác giả qua thể hiện của nghệ sĩ Kim Loan. Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bề rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc nhờ đâu, tổ tiên ông bà có trước, có cha có mẹ rồi sau có mình. Tổ tiên đất Bắc chính là của tôi, vào Nam dựng nghiệp biết bao đời, trăm năm vẫn giữ tình gia tộc, muôn thuở ghi sâu nghĩa máu đào. Ơn cao như núi muôn ngàn trường, nghĩa nặng hơn sông chẳng đổi rời. Công đức tổ tiên luôn nhớ mãi, dẫu rằng sinh sống ở khắp nhuận. Hôm nay mảnh đất này tộc Nguyễn muôn nẻo đã về đây,
trong dục đèn xưa gợi những ngày. Nắng tháng tư, cái nắng đến tan chảy, tác giả tìm về bên mộ mẹ. Hương khói quyện bay như lời thì thầm của mẹ. Rưng rưng nhớ thương, lòng buồn chỉ biết trải hồn qua bài thơ Nấm Mồ, ngồi bên mộ mẹ và tiễn mẹ, qua diễn ngâm của nghệ sĩ Kim Loan. Về ngày nắng tháng tư, gió nắng cháy bỏng giống như gió Lào. Ngồi bên mộ mẹ hương tàn khói dám mãi ham chơi mà quên hiểu đạo ở đời mẹ khuyên. Đâu còn ở tuổi thâm niên mà lại tuổi đến quý tiếng đời chờ. Mẹ đi gợi lại nụ cười hoa trắng vương nở thay lời tiễn. Phố lửa thương tiếng chim hót cùng cho vừa nhớ mong. Chung lo xây dựng từ đường là ước nguyện của mọi người cùng dòng tộc. Tiếng chuông ngân vang lên đánh thức lòng tri ân, dâng hương cúi đầu tưởng niệm tổ tiên. Ngày về Đông Chí là một bài thơ sâu sắc của tác giả với sự thể hiện của nghệ sĩ Kim Loan. Về tế hiệp tổ tiên nhằm ngày đóng chi thường niên một lần. Từ đường tộc hạ chuôn ngân, cháu con nội ngoại quay quần dâng hương. Cúi đầu tưởng niệm nhớ thương ông bà đã khuất từ xưa lâu rồi. Cháu con xin tỏ cầu tổ tiên phù hộ
mạnh dầu dài lâu. Cất cánh bay ngẩng cao đầu, xanh cùng trong tộc xây đời ấm no. Ơn tiên phước lộc ban cho, nguyện cùng dòng tộc chúng lo từ đường, nguyện cùng dòng họ chúng xây từ cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Đối với những bậc làm cha mẹ, hạnh phúc lớn nhất đời người là được chứng kiến con cái khôn lớn trưởng thành, trở nên người hữu ích cho nhân quần xã hội. Xin mời nghe nhà thơ Nguyễn Ngọc Anh khuyên con qua phần thể hiện của nghệ sĩ Kim Loan. Gái trai ngoài việc trong nhà, chung lo xã hội quốc gia với người. Công dân ai cũng như ai, lời khuyên chúng hưởng sức tài chúng. Làm cho rạng rỡ non sông, cháu con vui sướng tổ tông ngậm cười. Tuổi xuân nào có mấy mươi, mà đem phung phí uổng đời mình. Học hành làm lụng kịp thì, kiếm nghề lập nghiệp phong khí đói nghèo. Kiềm cân liếm chính gắn theo, thiện dân trung nước là điều chớ. Có tài, có đức thì nên, không công ngôn hành ai kiêng nể gì. Con ơi, con trí phải suy, hãy điều nên ghi vào lòng.
chiến tranh chỉ mang lại những tang tóc điêu tàn, bao tội ác kinh hoàng đã xảy ra trong thời chiến. Biết bao nạn nhân thời chiến phải hứng chịu những vết thương đau, những vết thương không bao giờ kín miệng. Nghệ sĩ Kim Loan sẽ diễn ngâm bài thơ Chiến tranh của tác giả Nguyễn Ngọc Anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chiến tranh tàn phá nước nhà, bởi vì giặc Pháp gây ra tội trời. Hiếp dâm cướp của giết người, giặc ơi bay gắng sống đời mà coi. Ta đây cả một giống nòi, quyết đem xương máu diệt loài thực dân. Tấc đất, tấc vàng, tấc đất, tấc vàng, khuyên ai đừng bỏ ruộng hoang. Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu. Đất nước ta trải qua mấy mùa bão lửa, có những người anh đi mãi không về, thân xác anh nằm lại giữa đại ngàn heo hút, hay đã tan vào đất mẹ trốn bình nguyên. Sau lưng anh là mẹ già, là em dại, bao tháng ngày chưa vơi nỗi nhớ thương. Nỗi lòng của người ở lại được tác giả Nguyễn Ngọc Anh gửi vào bài thơ Em chờ anh về. Bài thơ được thể hiện qua giọng ngâm của nghệ sĩ Kim Loan. Sau 10 năm em đợi cháu chờ, khô cạn nước mắt để chờ đợi anh. Anh đi vì nước quên thân, làm trai dâng cả tâm thân cho đời. Mắt anh hòa quyện non sông, theo hồn tổ quốc cho đời nở hoa. Cây xanh trái ngọt quê nhà, thân anh thành lớp phù sa đắp bồi. Đêm khuya không ngủ đợi anh, quặn đau trong dạ bồi hồi đến thâu. Nay anh nằm ở nơi đâu, nghĩa trang hay ở rừng sâu không về. Nằm lúc tỉnh lúc mê, chỉ
vang vọng lời thề của anh. Anh đi vì nước, vì non, chưa về anh đã làm tròn đời trai. Quê nhà thổ nắng đông mưa, đánh tan giặc Pháp, chưa phải hận thù. Theo cờ cách mạng mùa thu, bước chân theo hương cờ sao dẫn đường. Tuổi xuân bỏ lại chiến trường, chưa về chẳng có phần xương xây mồ. Quê nhà tượng đài liệt sĩ xây cao, anh đi chinh chiến quê nhà. Tuổi xuân gửi lại chiến trường em ơi. Tuổi xuân gửi lại chiến trường em ơi, em về báo với chính quyền để anh yên nghỉ nghĩa trang gió ngàn. Mùa xuân, mùa xuân giải phóng, mùa xuân giải phóng, em mong anh về. Vợ chồng yêu nhau vì tình, trọng nhau vì nghĩa, đã dìu nhau đi hết quãng đường đời, đã cùng nhau trải qua bao ngọt bùi cay đắng, cùng chung tay chèo trống để con thuyền tình vượt gành thác gian nan. Tác giả Nguyễn Ngọc Anh đã thể hiện lòng biết ơn đối với những người vợ, cũng là người tình chung thủy đã khuất của mình trong bài thơ Thơ cho hai em. Xin mời cùng nghe bài thơ này qua giọng ngâm của nghệ sĩ Kim Loan. Thời hai em lang quyên, con gái hoa xinh, được nhiều người bạn tỏ tình kết đôi. Hai em tình đi chọn lại nhiều hồi, cuối cùng hai em lại chọn tôi làm chồng. Bao nhiêu năm hai em phải gánh gông, nuôi con cháu lớn ăn hồng sáng soi. Công hai em nhiều lắm, nuôi con cháu lớn
là đời hiện vinh. Tuổi con vẫn nặng nghĩa tình, hai em luôn chăm sóc bên mình tôi đau. Nhờ hai em tôi sống thêm lâu, làm gương cho dấu rể tình sâu vợ chồng. Làm gương cho con cháu, làm gương cho con cháu tình sâu vợ chồng. Người xưa nói, đời người 70 xưa nay hiếm. Ngoảnh đầu nhìn lại, thoát cái đã 70 mùa xuân. Ta đã đi đến gần cuối đoạn đường đời. Không gì hạnh phúc hơn là được đoàn viên bên con cháu, vui cùng làng xóm họ hàng. Xin mời cùng nghe nhà thơ Nguyễn Ngọc Anh tâm sự về tuổi già, nghệ sĩ Kim Loan diễn ngâm. Diệt, diệt để hóa xanh, đó là quy luật thường hằng của tạo hóa. Trong mỗi chiếc lá thu vàng úa đã ươm sẵn mầm lộc biếc đợi ngày xuân. Tác giả Nguyễn Ngọc Anh miêu tả quy luật này thay lời dặn dò hậu thế. Xin mời nghe bài thơ Để Ngày Mai qua giọng ngâm say đắm của nghệ sĩ Kim Loan. Bụi chân phủ lớp thân gầy, lao động một thuở tháng ngày nào phai. Lát vàng dùng để ngày mai, cây cành nảy lộc đơm đầy hoa